Chiều ngày 27 tháng 5, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Báo Tiền Phong, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố cuộc thi Người đẹp phố biển năm 2016. Đây là sự kiện trong chuỗi tổ chức các hoạt động du lịch Nghệ An năm 2016 là cơ sở để tuyển chọn nhân tố đại diện cho nữ thanh niên Nghệ An tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Cuộc thi diễn ra từ ngày 18 tháng 6 năm 2016, Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối mùng 8 tháng 7 năm 2016 tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi. Trang phục áo dài Việt Nam, người đẹp biển, áo tắm tham gia các hoạt động trên biển, trang phục xã hội và trang phục tự chọn, phần thi tài năng. Ngoài ra, các thí sinh sẽ tham gia hoạt động thân thiện với môi trường tại bãi biển Cửa Lò và một số hoạt động an trình xã hội tại buổi họp báo thí sinh và các phóng viên báo chí đã gửi đến ban giám khảo nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc thi như quyền và lợi ích của thí sinh khi dự thi mục tiêu mà cuộc thi đem đến kinh nghiệm của á hậu thụy vân diễn viên minh tiệp khi dự thi ban tổ chức đã trả lời các câu hỏi của các thí sinh và phóng viên